Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 55 trong series xây dựng đế chế cùng với huấn luyện viên Jose Mourinho. Rồi, tập này chúng ta sẽ quay trở lại với giải Ngoại hạng Anh thôi. Wigan Town chúng ta đang đứng thứ 12 anh em ạ, đứng thứ 12 với 34 điểm. Tuy nhiên chúng ta đang kém một trận, chúng ta chưa đủ đá đủ số vòng đâu. Nếu như chúng ta có được 3 điểm ở vòng 27 ấy, thì chúng ta sẽ có được 37 điểm. Với 37 điểm ấy, chúng ta sẽ lên vị trí thứ 10. Lên vị trí thứ 10 của West Ham anh em nhé. Rồi, thì chúng ta đang kém vị trí thứ 7 của Chelsea. Thời điểm hiện tại Chelsea vẫn 26 vòng, tức là bằng số vòng với chúng ta đấy. Thì họ đang hơn 6 điểm thôi, đang hơn 6 điểm thôi anh em ơi. Rồi, ba vị trí cuối là Bournemouth, Brighton và Burnley, không có sự thay đổi nào. Đứng đầu bảng hiện tại nó vẫn sẽ là Man City thôi. Man City 89 điểm và đang hơn 8 điểm với câu lạc bộ Aston Villa. Ok. Ở đấu thứ 27 anh em ơi, chúng ta sẽ gặp Southampton. Đội bóng đang đứng dưới chúng ta rồi, băng điểm với chính chúng ta luôn. Tuy nhiên thì Southampton đã có được 27 vòng rồi. 27 vòng, và nếu như đá ở trận đấu này thì họ sẽ có 28 vòng cơ. The cameras are fixed to one man in wonderful form. Can he add to his goal scoring haul today on EA TV? Hello everyone, the heavens opened earlier and the rain shows no inclination to stop. We're looking forward to the game anyway. My name is Derek Ray and sitting alongside me in the commentary position is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And it's all about action from the Premier League in this case. It's Black Cats versus Southampton. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Rồi, vòng 27 cơ. Với Southampton thì đây là trận đấu ở vòng đấu thứ 28 rồi. Đội bóng này đã 28 vòng rồi. Tính cả trận đấu này là 28 vòng anh em ơi. Đây sẽ là trận quân của chúng ta với thủ môn Josh Griffith. Được ra Van Anderson, Eric Bailly, Michel Selbas, Amen Belakotchap và Balo Touré là 5 hậu vệ. Paredes, Perez là tiền vệ trung tâm. Của bảng công sẽ là Larsen, Cavalero và Cole Palmer. Đó bên phía Southampton, họ sẽ ra sân với thủ môn Luis Massimiano, Jans Valeri, Steven, Cristana, Fenric và ông thần nào đó sẽ là 5 hậu vệ. Hai tiền đạo sẽ là Jonathan Bucaras và Farias. Như vậy là Tavares anh em ạ. Cái tên còn lại ở trong phòng ngự là Tavares, Andric, Aribo và Diallo sẽ là ba cái tên ở khu vực giữa sân. Rồi, tưởng tới hiệp đấu đầu tiên nào. Rồi, Cavalero bóng phất lên cho Larsen này. Larsen 1-0 rồi. Bàn thắng thứ 26 của Larsen ở mùa giải năm nay. Và tiền đạo người Na Uy đang cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới. Và lên bóng đầu tiên của đội bóng áo sọc vàng đen. Chỉ cần có thế thôi anh em ơi. Khả năng dứt điểm của Larsen thì không thể bàn cãi được nữa rồi. Fred này, quả tạt vào, đánh đâu. Trời ơi, vẫn có thể cứu thua được kìa. Thế rồi, bóng đã nằm gọn trong đôi tay của Massimiano rồi. Trả lấy bóng của Belakotchap, Larsen. Từ tầm tầm đang bị cắm rồi. Cầu Palmer, 2-0. Southampton đang có dấu hiệu cóng rồi. Ta đã nâng tỷ số lên thành 2-0 rồi. Và mất bóng nguy hiểm tai hại của cầu thủ bên phía Southampton. Và chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai rất nhanh rồi. Đá vào góc gần của Cole Palmer. Rồi, bóng quay trở lại ngay lập tức này. Thế rồi, Cole Palmer phía trong của Cavalero nhưng không được. Đây là Tavares.
chúng ta đang có một trung vệ đọc tình huống rất tốt mang tên Belakovchap. Larsen, đây rồi. Cavalero vẫn chưa có bàn thắng. Đánh đầu, vẫn chưa có bàn thắng thứ ba. Ok, giải lầm của Bailey. Nguy hiểm. Rất may là cú đá của Bukas Zikirip vẫn đang bắt tốt. Đánh đầu, và chạm đầu của Aribo. Bên trong có Eric Bailey, tấm tác giả của Balotelli. Paredes cổng đưa. Cầu bóng mới lấy được bóng rồi. Cầu bóng mới lại để mất bóng rồi. Bóng trở lại với chúng ta. Larsen sẽ có góc, Fred. Paredes. Cú đá vẫn quá hiền. Ai này, vẫn không thể vượt qua được Selbas. Hất bóng của đội Javan Anderson bắt đầu tấu hai rồi. Ui dồi, nguy hiểm quá anh em ơi. Ui, một pha bóng chơi bóng rổ trong khung, trong vòng cấm của Ali. Penalty dành cho Southampton. Pha bóng không khác gì chơi bóng chuyền cả. Nhìn này, trời ơi. Cho Southampton, đây là Bukas. Không thể đánh bại được Griffith. Đây là Farias. Bukan. À, đơn giản. Rất hợp lý. Balotelli. Quả tạt vào. Bóng chạm tay rồi. Không, như vậy là không. Đó là lý do vì sao mà mình đã quyết định mua Wisa đấy. Ali này đá tương đối cảm hứng. Aribo. Aribo vẫn chưa có bàn thắng danh dự dành cho Southampton. Đây sẽ là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Massimino cũng đã lao lên rồi. Ui, hoan hồ Griffith và hết giờ. Chúng ta được 3 điểm trước đối thủ trực tiếp Southampton. Với chiến thắng này, chúng ta sẽ leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Qua đó rút ngắn khoảng cách với những đội bóng nằm trong nhóm dự cúp châu anh em ơi. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đá FA Cup luôn. Vòng 6 của FA Cup tương đương với tứ kết đấy. Rất bất ngờ khi mà ở tập trước ấy thì mình đã tưởng chừng như chúng ta sẽ gặp Arsenal hoặc là Chelsea. Vì nhánh đấu của chúng ta, mình thấy ở đó là chúng ta sẽ gặp Chelsea, nhưng mà không. Chúng ta sẽ gặp Southampton anh em ạ. Chúng ta sẽ gặp Southampton tại tứ kết của FA Cup. Như vậy thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều khi mà đối đầu với Chelsea hoặc Liverpool. Đấy, cơ hội để chúng ta góp mặt tại bán kết đang là rất lớn. Đối thủ mà chúng ta vừa đánh bại cách đây vài ngày mà thôi sẽ một lần nữa gặp lại nhau tại tứ kết của FA Cup. Chúng ta cũng sẽ điểm qua luôn những cặp đấu còn lại. Chelsea sẽ gặp Everton, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Bournemouth, và West Ham sẽ đón tiếp Aston Villa. Our cameras on one man. Will he shine against his former club? We're live next, so don't go anywhere. Rồi, chúng ta sẽ làm khách trên sân St. Mary. Và đối thủ vô cùng quen thuộc mang tên Southampton, đối thủ mà chúng ta vừa đánh bại tại vòng đấu thứ 27 giải Ngoại hạng Anh cách đây vài ngày mà rồi. Chúng ta cũng đang có cơ hội rất lớn để gom mặt tại bán kết của Cúp Độc Thần. Đây chính là những nhánh đấu còn lại này. Như vậy là nếu như chúng ta đánh bại được Everton ở Southampton, Chelsea đánh bại Everton thì chúng ta sẽ gặp Chelsea tại bán kết anh em ạ. Đây là màn trở về sân nhà, quay về mái nhà xưa của Belakovchap. Tân binh chúng ta mua từ chính Southampton ở mùa đông vừa qua. Đây, đội ra quân của đội chủ nhà đây đã có những sự thay đổi đến từ huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl. Thủ môn vẫn sẽ là Massimiano thôi. Tuy nhiên, thì hàng phòng ngự sẽ thay đổi một chút khi mà De Silio sẽ đá ở hậu vệ cánh phải, cùng với đó là Ferry ở hành lang ngược lại. Parsen và Farias sẽ là bộ đôi tiền đạo chứ không phải là Bukas từ trận đấu trước đó tại Ngoại hạng Anh.
Trong khi đó với Wigan Town, ta sẽ ra sân với thủ môn Josh Griffith, Benita, Eric Bailly, Charles Miller, Kochak và Paulo Touré sẽ là năm hậu vệ. Romeo Lavia sẽ đã tiền vệ phòng ngự cùng với Rico Reis, Wisa, Larsen và Popiris là bộ ba hàng công. Cái đội hình này nó lỗi nhưng mà hiển thị lỗi đấy. Sơ đồ chính xác là 5-2-3 cơ. Rồi, hướng tới bán kết nào anh em ơi. Vượt qua được Southampton, chúng ta sẽ góp mặt tại bán kết của FA Cup nào. Rico Reis, Lavia đưa chuyền dành cho Popiris, không được, không có lối về vị của Farias, sẽ có góc. Rất may là Griffith đã chơi hay. Farias nào, bóng sen nguy hiểm vẫn còn, gió liên tục đến từ Southampton. Chabas, ô kìa, chết rồi, chết rồi, nguy hiểm quá. Rồi, vẫn còn, đó là Pela Kochap. Ô kìa, trời ơi, Griffith ơi là Griffith. Hay, Wisa, ui, cô đã ra ngoài. Và phối hợp hay đấy. Một pha chuyền bóng tinh tế của Rico Reis. Rồi, được hở rất nhịp nhàng này. Larsen, Benita, Rico Reis, hợp lý. Wisa, Wisa, 1-0, 1-0 rồi. Lần này thì Wisa sẽ không bỏ lỡ nữa đâu. Màn ăn mừng quen thuộc của cầu thủ này. Just look at this again. The combination play in the top third of the field was so precise, but you do have to ask questions of the keeper. Could he have done? Wisa. Ô kìa, một pha vào bóng phía sau. Sẽ phải có thẻ. Người vào bóng đó là De Silio. Tấm thẻ vàng dành cho hậu vệ người Italia. Đây là Farias. Ok, nguy hiểm, vẫn chưa thể đánh bại được Griffith. Ok, nguy hiểm. Như vậy thì lần này một đều rồi. Farias đã gỡ hòa cho Southampton. Lần này thủ môn Griffith không thể cứu thua được nữa rồi. Ta đã để hỏng vị trí của Farias. Khoảng trống là quá lớn dành cho tiền đạo số 9 này. Cú đá là quá hiểm học với thủ môn John Griffith. Đường chuyền hơi trái lưng với Quy Giả. Farias, nguy hiểm quá, nguy hiểm, nguy hiểm. Ui giời ơi, may quá, vẫn còn Griffith. Ok, rất may Aubameyang đã được đưa vào sân rồi. Chuyền dành cho Larsen. Như vậy thì sẽ có phạt, sẽ có phạt anh em ơi. Cú dứt điểm của Palmer. Và dứt điểm thẳng của cầu Palmer. Palmer quá người. Cầu Palmer. Cầu Palmer. Cầu Palmer. Bóng chạm sân ngang. Quá đèn. Đường căng ngang của Farias vào trong. Sẽ cần phải tập trung này. Những đầu ngón tay của Griffith đã cứu thua. Đầu bóng cuối cùng này. Đây là Kistana. Nào, ở kia. Tối bóng chạm tay của Shelbat. Toang rồi, toang rồi. Chúng ta đang đứng trước viễn cảnh dừng chân tại tứ kết của FA Cup rồi. Farias. Farias 2-1 cho Southampton. Dấu chấm hết cho Wigan Town. Chúng ta đã chủ quan rồi. Chủ quan một cách xứng đáng vì trả giá. Và xứng đáng với trả giá với kết quả như thế này. Chúng ta sẽ dừng chân tại tứ kết của FA Cup. Trời ơi, quá đen luôn.
Vậy hết giờ. Ta sẽ dừng chân tại cúp độc thần ở tứ kết. Một đòn khá đau. Tường đã trả thù một cách rất xứng đáng. Trận thua đủ quả. Ok em ơi, ok anh em ơi, tập thứ 55 trong series xây dựng đế chế cùng với huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của mình.